Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn là một Tarot reader, mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là À, ngày thứ sáu ngày 19 tây tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 cho mình xin mời các bạn cùng chọn tụ và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. À, ngày thứ 6, ngày 19 tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụm một là những người đã từng trải qua những giai đoạn bóng tối, lo lắng sợ hãi gì đó nhưng mà từ từ hình như mình thấy các bạn đã tìm ra được cái hướng giải quyết hoặc là sắp tới đây các bạn sẽ tìm ra được cái ngọn nến để bạn có thể tìm ra con đường mà không có còn đi lạc nữa ha, kiểu vậy. Ừ. một số bạn đang cảm thấy trong trên lo lắng bất an và phiền muộn, ừ. nhưng mà bạn hãy cố gắng giai đoạn trong trên nhất thì các bạn nên bình tĩnh và giữ cho tinh thần cũng như sức khỏe của mình thật là tốt giống như mình đi trên xe mà xe nó có sự rung rinh hoặc là nó có sự gọi là hơi đảo lộn thì việc của các bạn đó là phải giữ an toàn cho bản thân. À, cho nên thời điểm này đừng có những cái suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc cũng như là sức sống của các bạn. một số bạn đang có khả năng là đang có cái quá trình gọi là tiết kiệm tiền bạc không có dám tiêu xài nhiều à, hoặc là các bạn có thể là đang có sự bước vào cái giai đoạn thay đổi một cái giai đoạn chuyển đổi một cái đoạn định mệnh trong cuộc sống của mình có những cái bước tiến mới những cái sự thay đổi mới những cơ hội mới đang được mở ra hoặc là cái giai đoạn khó khăn của bạn nó đang gọi là um, lùi dần trong quá khứ rồi và cái giai đoạn sáng láng hơn sẽ đến có thể bạn sẽ gặp được khá là nhiều quý nhân hỗ trợ giúp đỡ cho bạn gọi là cho bạn lời khuyên cho bạn cái sự hướng dẫn hoặc là bạn sắp tham gia những khóa học những cái lớp đào tạo hoặc là có một cái sự nâng cấp kiến thức của mình để có thể gọi là giúp cho cuộc sống của mình nó có sự gọi là um, thành công ha có thể là các bạn sắp có những cái nguồn tiền hoặc là có những cơ hội để bạn có thể làm chủ cuộc đời của mình có sự giàu có sung túc đủ đầy hơn và mình thấy cuộc sống của bạn là phải có sự học học hỏi phải có sự nâng cao kiến thức phải có một cái sự gọi là nắm chắc một cái ngành nghề một cái lĩnh vực gì đó thì bạn mới có thể giàu được mới có thể thành công được nói là như vậy ừ. và hãy có một cái tinh thần của sự giao hòa sự nhẹ nhàng sự nhân ái và sự gọi là trang hòa với mọi người nha ngày thứ sáu của bạn thì mình thấy uh, các bạn có thể là sẽ có một cái sự gọi đưa ra một cái quyết định gì đó ừ. giai đoạn ngày thứ sáu này các bạn không có nên tranh chấp cãi vã bởi vì có thể gây ra những cái sự đau thương đau lòng gì đó trong tình yêu hoặc là trong những mối quan hệ xung quanh uh, sẽ có thể là có những cái người nói những cái lời nói công kích hoặc là gây tổn thương cho các bạn thì việc của các bạn là phớt lờ quay lưng với nó ha đừng tập trung vào những cái điều tiêu cực và đừng có để bản thân của mình bị thao túng ừ cứ tập trung vào tương lai của mình lên kế hoạch cho những cái đường hướng sắp tới hoặc là những cái mục tiêu chính yếu quan trọng các bạn thời điểm này phải tiết kiệm năng lượng tiết kiệm cái uh, sức khỏe tinh thần của mình vào những cái gì quan trọng ưu tiên thôi còn những cái người vụn vặt không quan trọng không có ý nghĩa gì đó trong cuộc sống của bạn bạn có quyền im lặng phớt lờ và rời bỏ ha à, người ta có quyền gây chiến nhưng bạn có quyền gọi là um, gọi là um, buông bỏ ha kiểu vậy À, ở đây thì mình thấy có thể là trong ngày này một số bạn có thể là bạn xin gì thì có khả năng là bạn đạt được một cái điều gì đó. Ừ. Kiểu như là trong suy nghĩ của bạn hướng tới điều gì thì có khả năng là nó sẽ được thực hiện cho nên là hãy khôn ngoan mà hãy hướng tới những điều mà mình muốn thực hiện tốt nhất cho bản thân của mình như là tiền bạc, tương lai sự nghiệp của các bạn. Các bạn có những sự cố gắng làm việc chăm chỉ nỗ lực hết sức mình ha, có thể một số bạn sẽ thức khuya làm việc nữa đó hoặc là có một vài bạn sẽ có nhiều cuộc thi, nhiều cuộc phỏng vấn hoặc là bạn có khả năng đọc được khá nhiều tin tức liên quan đến những cái sự ẩu đả những cái sự mâu thuẫn những sự tranh chấp thì việc của bạn là việc mình mình làm ừ, mình tập trung vào những gì thật sự cần thiết thôi còn những cái cuộc chiến hay là những xung đột gì đó bên ngoài đừng có quan tâm quá nhiều à, luôn có pháp luật luôn có luật nhân quả giải quyết hết yeah. thời điểm này các bạn không nên mất thời gian cho những điều không phù hợp bởi vì bạn đang trong cái giai đoạn chuyển đổi định mệnh rồi cho nên là thời điểm này là mình tập trung vào cái điều gì nó sẽ mở rộng như bạn tập trung vào tài chính tập trung vào việc học tập thì kiến thức sẽ mở rộng tiền bạc sẽ mở rộng tương lai của bạn sẽ mở rộng còn bạn tập trung quá nhiều cho người khác thì người ta mở rộng còn bạn thì bạn có sự gọi là thu hẹp và nói chung trong ngày này thì tốt nhất là im lặng là vàng biết nhìn mọi thứ ở cái góc độ cao hơn toàn cảnh hơn à, liệu mình có một sự tham gia những cái điều tiêu cực này có ích lợi gì mình không không có ích lợi thôi tốt nhất là mình có sự gọi là thêm một chuyện chẳng thà mình bớt đi một chuyện nó sẽ tốt hơn những bạn nào yêu nhau là trong ngày này nên cẩn thận tranh cãi mâu thuẫn gì đó thì rất là dễ chia tay nha đấy là như vậy các bạn chỉ cần khôn khéo hơn trong cách ứng xử giao tiếp nói chuyện là có thể bạn sẽ để cho mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng và êm ái hơn. Ở đây thì mình thấy là các bạn có được một cái dấu hiệu tuyệt vời cho thấy là bạn đang nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn để có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và sự hỗ trợ có thể dưới hình thức dồi dào, an ủi về mặt cảm xúc hoặc là giảm bớt một số trách nhiệm của bạn. Giúp bạn có nhiều thời gian hơn để có thể tập trung vào các ưu tiên của mình vũ trụ đã nghe và đang đáp lại lời cầu nguyện của bạn và điều này có thể liên quan đến việc bạn nhận được trực giác hoặc là ý tưởng để thực hiện hành động tích cực à. hãy chắc chắn bạn làm như vậy để bạn không có bỏ lỡ những cái phước lành được ban cho bạn ừ. và những cái hành động được vũ trụ hướng dẫn này có thể bao gồm cái việc gọi là thực hiện những cái thay đổi lối sống lành mạnh chẳng ừ. hạn như là bạn cải thiện việc tập thể dục giấc ngủ hoặc là thói quen ăn uống của mình để nâng cao cái rung động tinh thần của bạn từ đó bạn có thể thu hút một cái kết quả cao hơn đây là một cái sự khích lệ để bạn có thể cầu xin sự hỗ trợ từ vũ trụ à, một Hoặc là nhờ sự hỗ trợ từ một người thân yêu, một người mà bạn tin tưởng ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ hai các bạn tụ hai là những người có thể dạo gần đây bị mất ngủ trằn trọc lo lắng hoặc là có những cái tiếc nuối gì đó trong quá khứ ha các bạn là những người rất là thông minh giỏi giang ha và có khả năng gọi là ăn nói chu toàn ngôn ngữ sắc sảo các bạn là những người sống tình cảm ừ. là những người có một cuộc sống cũng khá đủ đầy tuy nhiên có thể các bạn đã từng có những cái mất mát tổn thương gì đó rồi có những cái biến cố những cái sự gọi là tan vỡ bất ngờ gì đó đã diễn ra hiện tại có thể là một số bạn các bạn đang có một sự thu hút ha, những cái điều mình muốn hoặc là bạn tập trung hơn vào sự nghiệp tập trung hơn vào tương lai À, tập trung vào những gì mà mình muốn và lên kế hoạch để gọi là bắt tay vô xây dựng à, các bạn là những người có khả năng dùng luật hấp dẫn thành công và mình thấy dường như là cái thời điểm mà có sự tiếc nuối lo buồn gì đó của các bạn sẽ kết thúc ừ. kết thúc trong êm đẹp à, và bạn có thể thu hút những điều mà mình muốn cho nên thời điểm này nên tập trung thu hút những gì mà mình có thể khát khao mong chờ còn những gì mà gọi là khó khăn tiêu cực gì đó hãy buông bỏ ừ. à một cái kết quả trọn vẹn gì đó sẽ đến với các bạn và thời điểm này có một số bạn các bạn đang lên kế hoạch giảm cân ha ừ, và bạn có một cái sự gọi là nghiên cứu về cái chế độ ăn lành mạnh hơn hoặc là chế độ tập thể dục rồi đó thì mình thấy có thể là bạn uh, tập trung vào điều gì thì điều đó nó tăng trưởng nó phát triển mình thấy là như vậy một số bạn có thể là giảm cân thành công đó và trong ngày này thì mình thấy có thể là một số bạn sẽ uh, có một cái sự kiên nhẫn và kiên trì cho một cái vấn đề gì đó hoặc là có thể là bạn sẽ Ờ... Uh, Xây hàng rào ha hoặc là có thể là các bạn sẽ um, đi đường, à, à, các bạn nào đi đường Mình nhớ, mình thấy là các bạn nhớ đem theo giấy tờ đầy đủ uh, Để gọi là tránh cái vấn đề kiểu như là kiểm tra giấy tờ uh, Hoặc là kiểm tra tốc độ gì đó vân vân Và mình thấy bạn là những người trong ngày này sẽ có sự hợp bàn với đội nhóm Hoặc là với nhiều người về một cái uh, thảo luận về một cái tình hình, tình huống gì đó uh, Hoặc là thảo luận trong công việc, hợp với uh, mọi người ở đây Ừ. và có thể các bạn sẽ có những cái sự di chuyển chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là có những cái sự gọi là họp bàn đi du lịch ừ. thấy có một cái niềm vui trong gia đình hoặc là một số bạn như mình nói Có thể là xây cái cổng rào gì đó thì có khả năng là um, nó xong ha, hoàn thành hoặc là xây nhà xong hoặc là lên kế hoạch để xây nhà cất nhà ừ. hoặc là có thể là bạn sẽ đi ăn tiệc tân gia tiệc đám cưới à, hoặc là có một vài bạn có thể là các bạn sẽ à, lên kế hoạch để à, tiến đến hôn nhân vân vân một vài bạn ở đây có thể là các bạn có cái trạng thái là hơi bị đau nhức xương khớp, hơi bị mệt mỏi hoặc là đang trong đặc biệt các bạn nữ có thể đang trong cái giai đoạn chu kỳ của các bạn cho nên các bạn nên thành thời gian để nghỉ ngơi và đừng có làm việc quá sức nha. Ừ. À, mình thấy có thể là bạn sẽ nhận được có tin nhắn hoặc là tin tức gì đó hoặc là sẽ có một cái sự di chuyển dịch chuyển gì đó ở đây ừ. hoặc có người thân ở xa về thăm vân vân hoặc có sự nhận được tin nhắn từ người thân ở xa. À và mình thấy có thể trạng thái sức khỏe của bạn nó cũng sẽ được hồi phục hoặc là bạn nào có cuộc phẫu thuật nào đó sẽ thành công hoặc là người thân của các bạn ừ, mình thấy là như vậy trong ngày hôm nay cẩn thận trong ngôn từ là ăn tiếng nói tránh gọi là nói chuyện quá nhanh hoặc là kiểu hiểu lầm hoặc là có một sự nói chuyện mà không suy nghĩ cẩn thận thì rất là dễ gây ra cái sự tranh cãi mâu thuẫn không đáng ha nhưng mà cái điều này có thể là bạn sẽ Điều tiết được và bạn có thể tránh được ừ, Thế là như vậy Và đừng có chạy quá tốc độ trong giai đoạn này Rất là dễ va chạm hoặc là gây ra vấn đề về giao thông đó Hết sức cẩn thận Một ừ. số bạn ở đây có thể là kết thúc công việc cũ Tìm được công việc mới Và có sự làm việc cho một đội nhóm Hoặc là được người khác chỉ dẫn hỗ trợ trong công việc ừ. à có một vài bạn sẽ lên kế hoạch du lịch như mình nói hoặc là bạn đi du lịch thật sự một số bạn có thể là đi leo núi hoặc là à, các bạn phát triển đam mê khám phá nhìn đam mê thích thú gì đó của mình có thể là bạn có sự choáng ngợp về công việc là công việc rất là nhiều ừ, cho nên là nên gọi là ra ngoài thiên nhiên hít thở không khí trong lành ừ, hoặc là có một vài bạn có thể là các bạn sẽ Mua hoa về chân hoặc là trồng hoa ra vườn ngắm cây cảnh để gọi là bình yên hơn một số bạn ở đây có thể là bạn sẽ có một cái sự xem được những tin tức liên quan đến sự phản đối hoặc là biểu tình hoặc là nghe được cái sự thông báo gì đó ở loa phát thanh, đài phát thanh vân vân hoặc là các bạn có một sự nói lên chính kiến cái suy nghĩ của mình uh, trong cái điều gì đó để bạn có được cái um, cái quyền lợi cho mình kiểu vậy hoặc là một vài bạn ở đây thì có thể là uh, các bạn um, Cất nhà và các bạn nói với cái người xây dựng ha về cái ý tưởng của các bạn chẳng hạn ngoài ra có một vài bạn thì có thể là à, bạn đọc được hoặc là bạn nghe được những tin tức gì đó khá là à, bất ngờ ha ừ. cho nên nó cũng giúp cho bạn có sự khai sáng thấy như vậy Ở đây thì mình thấy là hãy vững mạnh trong đức tin của bạn, hãy tập trung vào bên trong của mình và sự hướng dẫn từ trực giác các bạn. Hãy giữ cho tâm trí và trái tim của bạn tràn đầy niềm tin. Ngay cả khi con đường của bạn có vẻ nó hơi gọi là mù mờ hoặc là bạn cảm thấy lo lắng hay là sợ hãi, à, hãy đắm mình vào các hoạt động tích cực, chẳng hạn như đọc tài liệu nâng cao tinh thần, nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc là tham dự các buổi họp mặt tâm linh hoặc là đi lễ, đi nhà thờ, đi chùa để nâng cao đức tin của bạn. À và cái kết quả của bạn nó phụ thuộc vào việc giữ một cái tư duy tích cực mà bạn có quyền kiểm soát ha, bằng cách bạn chọn cầu nguyện để được giúp đỡ và đưa ra những lựa chọn để có thể giữ cho môi trường xung quanh của bạn tích cực nhất có thể và bạn có thể thể hiện cái sức mạnh uh, thần thánh của mình đây cũng là một cái dấu hiệu để bạn luôn giữ vững niềm tin và đức tin của các bạn nha yeah. một số bạn ở đây đặc biệt các bạn mang năng lượng nữ có thể sẽ được uh, nên nghỉ ngơi ha, bạn sẽ được hỗ trợ năng lượng hoặc sức khỏe Ừ, bao gồm cái thời kỳ uh, chu kỳ của các bạn đó ừ. và mình thấy um, các bạn sẽ thành công gì đó trong ngày này ừ. hoặc là có những niềm vui trong gia đình hoặc là bạn nào mổ sẽ gì đó thành công vân vân rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi à, Ngày thứ 6, ngày 19 tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng của các bạn tụ 3 các bạn tuổi ba là những người đang có rất là nhiều ước mơ và hy vọng trong cuộc sống ha. Các bạn hy vọng một cuộc sống đủ đầy, dư giả, thoải mái, độc lập, an nhiên, tự tại. À, và các bạn là một người sống thực tế, khôn ngoan, công bằng, um, nhạy bén và có khả năng rất là giỏi trong kinh doanh làm ăn. Tuy nhiên hiện tại có thể mọi thứ nó không đi theo đúng cái tiến trình mà bạn mong đợi. Có thể có những sự cạnh tranh, có những sự chống đói hoặc là dạo gần đây các bạn cảm thấy cũng hơi nóng tính, hơi khó chịu hoặc là... Um, có thể các bạn đang mong chờ một cái tin tức gì đó, vân vân hoặc là sắp có những cuộc thi phỏng vấn gì đó cho nên cũng lo lắng cũng hy vọng là sẽ mọi thứ sẽ trôi chảy sẽ thuận lợi cho các bạn. Ừ. À, trong giai đoạn này các bạn tốt nhất là tập trung vào công việc của mình thì sẽ tốt hơn Tập trung một cái điều ước các bạn bởi vì nó sẽ trở thành sự thật Còn các bạn tập trung vào những cuộc chiến với người khác, những sự tranh đấu với người khác, những sự uh, oán giận, hờn giận gì đó thì không tốt Nó khiến cho công việc của bạn nó trì trệ hoặc khiến cho cái mơ ước của bạn nó bay xa à, Cho nên là việc của các bạn bây giờ là hãy tập trung vào những gì thiết thực, quan trọng với mình thôi Còn những gì mà không quan trọng tốt nhất là mình gọi là tránh xa ừ trong ngày này mình thấy có thể là bạn sẽ có được cái sự rõ ràng ha hoặc được có những cái lời nói chuyện hoặc là có những cái uh, sự tì tìm kiếm cập nhật thông tin gì đó trên trang mạng ừ. hoặc là một số bạn có thể có một cái sự mua mua điện thoại mới hoặc là mua thiết bị điện tử gì đó chăm sóc cho sức khỏe hoặc là chăm sóc cho uh, cho cái bóc dáng của các bạn chẳng hạn một số bạn ở đây sẽ có sự tiết kiệm tiền À, hoặc là bạn rất là muốn mua sắm gì đó nhưng mà bạn có sự gọi là nhìn vào cái hầu bao của mình xem có có khả năng hay không tuy nhiên thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có một số bạn sẽ có sự giao dịch mua bán ở đây có thể một số bạn sẽ mua bán vàng trong ngày này hoặc là bạn có khả năng là xem xem xét cái giá tiền giá vàng hoặc là bạn có khả năng là mua nước ha, chiêu đãi mọi người hoặc được ai đó đãi uống nước hoặc là bạn sẽ có rất là nhiều những ý tưởng những cái sự sáng tạo cho công việc ừ. hoặc là bạn sẽ tập thể dục à vân vân nói chung là mình thấy các bạn muốn làm cái gì đó bạn sẽ quyết định làm hôm nay chứ các bạn không có uh, trì hoãn nữa thế là như vậy và nó nghiêng về cái sự sáng tạo nghiêng về cái sức khỏe ừ, hoặc là làm từ thiện có thể một số bạn sẽ giúp đỡ mọi người hoặc được ai đó giúp đỡ về tài chính hoặc là lời khuyên hoặc là một cái uh, sự cố vấn gì đó để bạn có thể rõ ràng mọi thứ ừ. có thể một số bạn có anh shipper nào đó đến tiền bạn chẳng hạn và trong ngày hôm nay có thể là bạn muốn mua sắm nhiều thứ nữa lắm cho nên là có thể có nhiều cái món mà nó gọi là giảm giá hay gì đó thì các bạn nên gọi là cân nhắc xem cái nào cần thiết thì mua còn không cần thiết thì thôi ha. nên tiết kiệm tiền thì nó sẽ hay hơn ừ. một số bạn ở đây có thể là sẽ cho tiền con cháu nè hoặc là một vài bạn ở đây thì có thể là các bạn sẽ um, chăm sóc thú cưng um, hoặc là chăm sóc sức khỏe của mình biết quan tâm bản thân mình hơn uh, tôn trọng cái nhu cầu của mình hơn ngoài ừ. ra có thể đếm tiền đếm vàng gì đó trong ngày này ừ. hoặc là có thể các bạn sẽ có một cái sự di chuyển ha đi đâu đó đi chợ hay có sự ngắm nghía nhiều món đồ ừ. hoặc là ai đó mời gọi bạn hợp tác làm ăn kinh doanh gì đó thì mình thấy các bạn nên tiết chế và xem xét lại tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh bị người khác lừa hoặc là lợi dụng hoặc là mất tiền mất bạc tránh đầu tư rủi ro trong thời điểm này ha và làm cái gì cũng phải có giấy tờ phải có sự chứng thực phải có một cái sự rõ ràng để bảo vệ cái quyền lợi của bạn sau này để tránh sau này có những cái sự cạnh sự gọi là tranh đấu gì đó hoặc ra luật pháp và bạn có khả năng sẽ bị thua thiệt nếu như bạn quá tin tưởng người khác mà không có làm giấy tờ ha Ở đây mình thấy các bạn nên tập trung vào điều mình muốn và tập trung vào cái điều mà mình sẽ thực hiện và lên kế hoạch để thực hiện. Chứ bạn đừng có gọi là ảo tưởng mơ mộng nhiều quá thì có thể là bạn sẽ mất đi sự tập trung hoặc là mất đi cái sự thực tế và cuối cùng bạn không có làm được gì hết. nha à. Một số bạn nào bị tắt ít ý, ý tưởng thì có khả năng sẽ lên ý tưởng được à, có được nhiều ý tưởng sáng tạo hơn vào cuối ngày. Và thấy có khả năng các bạn đạt được cái sự hòa nhịp với mọi thứ. À, bạn có sự chấp nhận mọi thứ diễn ra và bạn có sự gọi là Ừ, ở trạng thái um, quản lý tốt hoặc là hoàn thành tốt mọi việc. Ừ. À, có một số bạn ở đây thì uh, có hút cưng thì nên gọi là biết gọi là trông chừng nó cẩn thận để tránh đi lạc nè hoặc là uh, tổn thương gì đó. À. Và ngoài ra thì uh, mình thấy là một số bạn các bạn nên có sự yêu quý bản thân hoặc là bạn sẽ dành thời gian để chăm sóc bản thân, sẽ trồng hoa, ngắm cây hoặc là mua hoa hồng về chân, à, nói chung có một cái khoảng thời gian các bạn dành cho chính mình thì đó là một cái điều rất là tốt cho các bạn và cẩn trọng cho ngôn từ, Là ăn tiếng nói để tránh có những cái sự mất mát những cái mối quan hệ mà bạn cảm thấy là cần thiết trong cuộc sống của bạn ha. Ừ. Ở đây thì mình thấy là các bạn hãy dâng mọi thứ cho vũ trụ. À bạn nhận được cái thông điệp này vì có một cái vấn đề đang đè nặng lên bạn và gánh nặng này có thể được trút bỏ bằng cách bạn trao nó cho vũ trụ. Bạn không cần phải giải quyết tình huống này một mình vì luôn có sự trợ giúp từ vũ trụ. Có thể là bạn đã quên hoặc có thể là bạn không biết làm thế nào để có thể buông bỏ à để vũ trụ giải quyết tình huống này. Ừ. Hãy dừng lại một chút để bạn cầu nguyện từ trái tim của mình, cầu xin sự giúp đỡ để vượt qua được cái chuyện này bằng bất kỳ những cái lời lẽ chân thành nào. Cái việc mà bạn bám chặt vào một cái vấn đề không bao giờ giải quyết được nó mà thậm chí có thể khiến cho nó trở nên tồi tệ hơn ha. cho nên các bạn được nhắc nhở rằng vũ trụ luôn ở bên bạn bắt um, kể từ khi bạn có một cái sự tồn tại trong cái cuộc sống này ừ. cho nên là hãy củng cố đức tin của bạn và vũ trụ biết cách giải quyết mọi vấn đề tuy nhiên trước tiên là bạn phải dâng nó cho vũ trụ vì bạn là một người có quyền tự do ý chí nếu như bạn không có cái sự gọi là dâng lên bạn không có một sự gọi là tự nguyện không có sự tin tưởng không có sự liên kết thì làm sao vũ trụ có thể giải quyết cho các bạn được giống như nhà của bạn mà bạn không mở cửa thì làm sao vũ trụ có thể bước vào kiểu vậy ha uhm. và thời điểm này các bạn sẽ được vũ trụ ban cho bạn cái ánh sáng thần thánh cũng như giúp cho bạn có thể kết nối và chữa lành vết thương trong quá khứ ha cho mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn